nơi khnông tè ta anh hay chạy nó có slap hay thùng khẩn soi dành mặt ra bà mà chạp tè một đó có về sao cho tôi mớ hơn chặt tay mà nè nước ban nơi khnông bật tục tật có slap đài slap tay khang chuẩn điên cái màu mờ cho mờ láng ruột làng quỳnh mà chụp lại mình tên ở cơn bệnh mệt rồi bật chạp nơi ăn tập bật nấy giờ mà tạm đan nơi ăn tập bật một tiết bây giờ chạm đáo đã tay chạm sòng xa để chớ nên xem cho thêm một bài thá luôn cho chất liệt thọt dịch gì tai ọt miến nẹ ná bà cài bí rừng nì nên dì đòi chú môn nạn liền dành được thêm bày mật bà chụp bàn chụp hai thả rụng liến chìa tài tạ sóng xá rồi bỏ ra trong riêng sọc mê xa hơi nì chơm đã tướp tại bên đường rá gọt rác bực bình bọn đàn chẳng cúng chú môn nâng cả nhà mê nì tà nô tại một dạ trong cao ní kế sân kết thương tha nẹ mê mai rụt xoá nạn liền dành được thêm ô xa bằng hoa khắp chân bẹp bó nâng rừng rào xài hát lăng ná hơi bật trong riêng rồi bỏ liếng cứ sắc tay chơi rừng rào xài hát đã chữ chấp lâu xác phòng đài trong bộ ca sẽ liệt phạm với nhận liền xanh tục thím có thật nơi nông trong nào đã ra đại chủ chất liệt phép bài sạch sĩ phòng đài đại thừa ở bảo tóc hơn hai mình ai mơ rùm lông phần này nụ tê tôi giảng ná nhận liền bàn bình chạy thá luôn liệt phép sạch sĩ bật mềm tác minh bỏ rõ nào mà nè ai bà bỏ liền bán cài bì cứu chỉ vật lao bằng hợp chọc trên môi năng rụt thọt đó sẽ ở rộng rồi bọc luôn môi sạch lạc nạn liền dành cho khiếm bàn mình chạy dàng được trên thái nhóm cho chất liệt thọt dịch sĩ tại ớt miên nạn nạp bạc nhóm bàn trai bị cô chỉ vất mình mang bẹ sụp hiệp của áo sở lăng áo kê bà bán cục nghĩa nghề nghề tê chồng được dành chân bán trầm mớ tại bà mình mang sợ chọn mơ tại bà bán cục nghĩa tê và bây mật này kê tệ tờ nạn liền dành cho khiếm khuyên thà cơ lòng mô có thọp cho chất bằng hành nơi rụt thọt và sạch sĩ phong đá ប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាអាចបះបានបាក្រៅពីគោដណ្ដឹងអ្នកនាងឡើយអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងបីនេះ